Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình và tiếp tục là những video nhận định cả bóng trước trận đấu. Vâng, sau 4 năm chờ đợi thì chúng ta đã chính thức quay trở lại với giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, đó là World Cup 2022 tổ chức tại Qatar. Đây là có thể nói là một trong những cái giải đấu mà thu hút gần như là toàn bộ người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Mọi các cái giải đấu từ ngoại hạng Anh, Bundesliga, La Liga đều cancel và tập trung cho cái giải đấu lớn nhất này. Và trận đấu đầu tiên khai mạc của World Cup 2022 đó chính là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Qatar và đội tuyển Ecuador, sẽ là trận đấu khai mạc diễn ra vào lúc 11 giờ đêm nay, là 23 giờ đêm nay ngày 20 tháng 11. Và có lẽ rằng cuộc đối đầu này sẽ là một cái trận đấu cực kỳ hay, khi chúng ta biết rằng Qatar và Ecuador là hai cái đối thủ cũng có thể nói là khá là cân kèo. Nhưng mà thời gian gần đây thì chúng ta cũng đọc được một số các cái bài báo về trên các phương tiện thông tin truyền thông, đó là chủ nhà Qatar đã mua chuộc đội tuyển Ecuador với số tiền 7,4 triệu đô để có một bàn thắng chiến thắng 1-0 vào hiệp 2. Tức là hiệp 1 là sẽ là 0-0 và hiệp 2 là sẽ chiến thắng 1-0 vào đầu hiệp 2 và sẽ có chiến thắng gọi là chung cuộc là 1-0. Thì đấy là nghe thông phong phanh là như thế, nhưng mà mình cũng chả biết được rằng là liệu rằng có phải là sự thật không. Thứ hai nữa là hay là thằng Qatar nó tung ra cái tin đồn này để nó cố tình. Như chúng ta đã biết rằng như vết nhơ của Hàn Quốc, World Cup tổ chức ở Hàn Quốc là chúng ta đã thấy có cái vết nhơ bán độ rồi là các kiểu vẫn còn đó. Và Qatar mình nghĩ là cũng không tránh được những cái màn thao túng của các cái trận đấu. Nói chung là cũng không trách được khi mà họ đã bỏ ra một số tiền khá là lớn để tổ chức cái giải đấu lớn nhất hành tinh này, không phải chỉ để thu về một ít tiền du lịch, một ít tiền quảng cáo, và đằng sau nó là cả một cái gì đó nó ảnh hưởng tới cái trận đấu này. Nên mình nghĩ rằng trong cái mùa giải này Qatar sẽ vào sâu, và việc có chiến thắng trước một cái trận đấu đầu tiên với Ecuador, một đối thủ ngang kèo, thì mình nghĩ rằng Qatar hoàn toàn có thể có chiến thắng thôi, chứ không ai mà đi mua cho đội chủ nhà của mình thua được. Có thể là sẽ có một kết quả hòa, và chúng ta thấy Ecuador kèo chính là Ecuador chấp 0.25. Đấy, trận đấu này diễn ra tại sân vận động Aibay, một trong những sân vận động lớn nhất và đẹp nhất của Qatar ở thủ đô Doha. Và không biết là cái kèo mà Qatar mua chuộc Ecuador với tỷ số 1 bàn không có chính xác không, nhưng mình sợ rằng là đây là một cái kèo mà họ cố tình làm như vậy để chúng ta loạn và chúng ta đổ Qatar. Thì rất có thể mình nghĩ rằng cái kèo này Ecuador sẽ thắng. Thì chắc chắn anh em sẽ tin Ecuador bởi vì tình hình lực lượng ra quân của Ecuador thì có tươi hơn với Qatar rất là nhiều. Ecuador thì họ vẫn có một số các cái tên tuổi thi đấu ở ngoại hạng Anh. Chúng ta thấy có Caicedo này đang thiếu ở Brighton này. Ngoài ra thì cũng có một cái tiền đạo thi đấu ở Brighton nữa. Rồi, có Carlos Cuzio à? Carlos Cuzio là thi đấu à đâu, sorry anh em, Piquet là thi đấu ở Bayern 04. Đó, còn về phía Ả Rập Qatar thì gần như là thi đấu ở gọi là đấu trường quốc nội thôi. Thì lịch sử thi đấu trước đó của cả hai đội tuyển, chúng ta biết là họ thi đấu trận đấu gần nhất là 2018. Lúc đó thì Qatar đánh bại Ecuador với tỷ số 4-3. Nhưng mà cái trận đấu đó thì Ecuador họ đã phải hứng chịu hai thẻ đỏ cơ. Tức là họ thi đấu trên sân với chỉ có 9 người thôi. Cho nên cái việc mà họ để thua làm cái chuyện hết sức bình thường. Và chúng ta thấy rằng là phút 73 có thẻ đỏ, phút 90 có thẻ đỏ, thì ngay phút 73 thì chỉ để thua một bàn. Thì xem trong chung quy lại ấy, thì cái việc mà Ecuador ngang kèo với Qatar là mình nghĩ là ngang kèo. Và khả năng là Qatar họ muốn có một chiến thắng trong trận đấu này. Với thứ hai nữa là họ có thể là họ đã mua chuộc thật. Và truyền thông đã đưa tin như thế thì cũng khó để nhận định. Vì Qatar thì họ mình sợ là mua chuộc thôi ha. Thì anh em thôi, tốt nhất thì trận đấu này anh em đánh nhẹ tay, trận đấu này mình làm nhẹ Qatar tí nhỉ. Đó, sơ bộ đội hình ra quân của hai bên là như thế thôi, không có gì thay đổi cả. Trước đó thì hai đội có thi đấu một số các trận đấu trước thềm giao hữu á, trước thềm World Cup, để thi đấu một số các trận đấu đá cũng nhẹ nhàng tình cảm thôi. Thì chung quy lại cái kèo đấu này mình nhận định rằng là Qatar sẽ có chiến thắng một bàn trước Ecuador. Đấy, chúng ta thấy cái tỷ lệ vote cho Qatar lên tới 84.000, còn Ecuador lên tới là 106.000 lượt vote, một số quá là kinh khủng.
Thì sơ bộ là như thế, kèo này mình dự đoán là như thế nhá. Còn với anh em thì anh em có ý kiến gì trong cái trận đấu World Cup, trận đấu khai mạc này thì hãy để lại bình luận sau video. Xin chào và hẹn gặp lại.